Hello các bạn, hôm nay là 7 cuối tuần. Hôm nay mình sẽ cùng với các bạn review lại kỹ thuật giao dịch Black Signal. Kỹ thuật rất là đơn giản, dễ áp dụng, dễ sử dụng và hiệu quả rất cao, không làm cho chúng ta mất nhiều thời gian. Kỹ thuật này mình đã chia sẻ với các bạn rất nhiều lần rồi, nhưng mà mình hôm nay muốn chia sẻ lại với các bạn. Chúng ta kiểm tra một vài cặp tiền tệ và hàng hóa trong những tháng gần đây. Ok, và bây giờ mình mời các bạn bắt đầu với mình nha. Chúng ta sẽ xem cặp USD USD với lại đô la Canada. Mình cũng review sơ lại cái kỹ thuật giao dịch như thế này. Sau khi một ngày làm việc kết thúc, chúng ta xem khung thời gian là daily, một cây nến này là một ngày 24 tiếng đồng hồ các bạn. Sau khi đóng cửa hoàn toàn, nhảy qua ngày hôm sau nha các bạn, chúng ta nhìn ngược lại quá khứ, chúng ta thấy Black Signal xuất hiện ở dưới này. Ở đây tín hiệu này không có repaint nha các bạn, bởi vì thị trường đã đóng cửa hoàn toàn, nó không có biến mất đâu các bạn. Chúng ta thấy Black Signal xuất hiện thì ngày hôm sau nếu phá đỉnh chúng ta buy, phá đáy chúng ta sell, đặt stop loss ngược lại, chúng ta nhớ cộng trừ bid ask. Vậy thì ở đây các bạn thấy ngày 6 tháng 9 năm 2021 có Black Signal, sang ngày thứ ba ngày 7 tháng 9 thị trường phá đỉnh ngày thứ sáu, lệnh buy chúng ta enter, và các bạn thấy cuối ngày chúng ta chốt lời, lệnh này không có đi xuống nha các bạn, do đó lệnh buy chúng ta lại, chúng ta tích cái dấu màu xanh này để làm dấu các bạn, một lệnh chiến thắng và chúng ta xem tiếp cái ngày ngày này đi để mình nói lệnh sell nha. Ngày này ok, ngày này là ngày 1 tháng 9 có tín hiệu màu đen, qua ngày 2 tháng 9 thị trường phá đáy xuống, kích hoạt lệnh sell, chúng ta sell và đặt stop loss trên đỉnh, cuối ngày chúng ta chốt lời, lệnh này cũng có lời nha các bạn. Các bạn thấy đỉnh cao của cái này là 1.2637, thì chúng ta xem xét đỉnh cao của ngày này xem coi, để mình view cái cursor detail để chúng ta lấy ok, lấy chi tiết của một cây nến này. Mình để vào cây nến này chúng ta sẽ thấy hai nè, thì đỉnh của nó là 1.2638, bên đây là 1.2637, vì chúng ta có cộng trừ bid ask và pip cho nên lệnh này chúng ta không có hit lệnh buy nha các bạn, lệnh sell chúng ta hit lệnh sell thôi, và lệnh này chúng ta có lời. Ok, và chúng ta lại có thêm một lệnh lời nữa là hai lệnh lời các bạn. Chúng ta copy icon này và vào đây. Rồi, chúng ta check thêm lần này. Các bạn thấy đây là một lệnh có Black Signal tiếp theo đây. Ngày hôm sau phá đỉnh cái ngày Black Signal này, chúng ta buy, đặt stop loss dưới đáy và cuối ngày chúng ta chốt lời. Chúng ta có thêm một lệnh lời nữa. Ok, chúng ta làm dấu đây. Copy icon. Copy. Ok. Ba lệnh lời rồi. Và chúng ta xem tiếp nha. Xem tiếp. Ở đây chúng ta có Black Signal tiếp theo này, ngày thứ sáu ngày 13 sang ngày thứ hai là ngày 16 tháng 8. Thị trường phá đỉnh của ngày thứ sáu làm cho lệnh buy chúng ta kích hoạt và chúng ta đặt stop loss ở dưới đáy của cây màu đen này. Cuối ngày chúng ta chốt lời, chúng ta có thêm một lệnh lời nữa. Ok. Rất là tốt. Tiếp vậy. Và chúng ta check cái lệnh này nha các bạn. Đây có một Black Signal, nhưng mà ngày hôm sau các bạn thấy nó không vượt đỉnh của cái ngày có tín hiệu màu đen này, ngày này nó không vượt đáy, do đó cái ngày này chúng ta không giao dịch được, đồng thời nó xuất hiệu Black Signal và ngày hôm sau chúng ta chiến thắng như chúng ta vừa nói. Và chúng ta xem tiếp lệnh này, các bạn thấy lệnh sell kích hoạt đúng không ạ, chúng ta có lời tiếp lệnh này. Okay. Black Signal này lệnh sell ngày tiếp theo, bạn thấy phá đáy đúng không ạ, phá đáy sell, đặt stop loss trên đỉnh, cuối ngày chúng ta chốt lời ngày giá đóng cửa này, lệnh này vẫn có lời. Và tiếp theo các bạn thấy ngày Black Signal này, đây là ngày lời rất là khủng khiếp đúng không ạ, ngày 16 thứ sáu luôn, sáng thứ hai ngày 19 tháng 7 thị trường phá đỉnh của ngày có tín hiệu màu đen này, kích hoạt lệnh buy, chúng ta đặt stop loss dưới đáy và cuối ngày chốt lời, chúng ta lời một cái rất là dài. Okay. Và chúng ta xem tiếp cái lệnh này. Đây là một lệnh các bạn thấy thị trường lúc đầu nó quét xuống đáy, nó phá đáy, kích hoạt lệnh sell.
Sau đó thị trường bật ngược lại, làm cho lệnh sell của chúng ta bị stop loss, lỗ lệnh sell, đồng thời lệnh buy chúng ta enter vào thị trường và thị trường đi lên rất dài. Do đó chúng ta thấy lệnh sell của chúng ta bị lỗ, lệnh buy chúng ta thắng. Tóm lại ngày này chúng ta vẫn có lời, bởi vì chúng ta thấy nó thắng rất dài đúng không ạ? Vẫn có lời ngày này. À, mình thích cái kỹ thuật này là kỹ thuật nó biến cái ngày đó nếu chúng ta có một lệnh bị thua lỗ nhiều thành thua lỗ ít, hoặc từ thua lỗ trở thành chiến thắng luôn. À, rất rất thích kỹ thuật này các bạn. Và chúng ta xem black signal này các bạn. Black signal này các bạn thấy thị trường phá đáy xuống nè, ngày sau phá đáy xuống. À, kích hoạt lệnh sell, chúng ta đặt stop loss đây, nhưng cuối ngày thị trường giật ngược lên đóng cửa ở trên. À, để mình làm dấu cho cực rõ lại nha. Okay. Đây. Ok. Lên sell nè, cuối ngày đóng cửa ở trên. Vậy thì lệnh này chúng ta bị lỗ một chút xíu thôi. À, không có bị stop loss full mà bị lỗ một chút xíu thôi. À, do đó lệnh này lỗ thì mình sẽ đánh dấu cho nó cái dấu tích này. Và tiếp theo các bạn thấy black signal tiếp theo. Black signal này bạn thấy thị trường break out lên, đi lên. Cuối ngày đóng cửa chúng ta lời được một chút xíu. Mua cái này qua đây. À, lên này lại. Okay. Và trước đây chúng ta thấy có black signal này, thị trường phá đỉnh đi lên lời. À, vậy thì chúng ta xem lợi ngay chỗ chỗ bối cảnh này các bạn. Các bạn thấy thị trường đi sideways thời gian, đi lên rớt xuống. À, đây là một cái correction thôi, một cái pullback chứ không phải là một cái xu hướng xuống. Do đó ở chỗ này nếu chúng ta giỏi nhìn xu hướng, chúng ta có thể bỏ qua cái lệnh sell của black signal này, chúng ta đi theo xu hướng và ăn dài. Ok, tuy nhiên mình không nói vấn đề đó, chúng ta chỉ thấy black signal buy sell khi phá đỉnh phá đáy thôi, chúng ta cũng có một tỷ lệ chiến thắng rất là cao. À, vậy thì chúng ta điểm qua nãy giờ, chúng ta sẽ thấy cặp này trong khoảng từ ngày 15 tháng 6 cho đến tới ngày hôm nay, hết tháng 7, tháng 8, khoảng 3 tháng các bạn, gần 3 tháng. Các bạn thấy chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 signal. 10 signal mà chúng ta đã thắng hơn 9 signal rồi, chúng ta chỉ thua có 1 signal thôi. Tỷ lệ chiến thắng cực kỳ cả các bạn. À, xin lỗi, đây có 1 signal đó là 11 các bạn. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tín hiệu, chúng ta vào lệnh được 10 tín hiệu, lỗ một tín hiệu và chúng ta lời được 9 tín hiệu. À, do đó kỹ thuật này chúng ta giao dịch trên khung daily, do đó chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi. À, không có giống như những cái kỹ thuật scalping hoặc là các kỹ thuật khác, các bạn sẽ có nhiều signal hơn. À, tuy nhiên nếu các bạn giao dịch nhiều signal hơn thì cái tỷ lệ xác suất các bạn cũng có thể bị stop loss nhiều hơn. À, và làm cho các bạn bị mất nhiều thời gian, các bạn dán mắt vào màn hình rất là nhiều thời gian, các bạn sẽ mỏi mệt. Còn đây chúng ta giao dịch trên daily chart, chúng ta chỉ nhìn một lần vào buổi sáng thôi, chúng ta đặt lệnh xong đóng máy, qua ngày hôm sau chúng ta check, một là bị stop loss, hai là chúng ta có lời rất lớn. À, ok các bạn. Và chúng ta xem tiếp một cặp khác, thí dụ như euro y nhật đi. Euro y nhật các bạn, euro y nhật các bạn thấy black signal này ngày hôm sau lệnh buy lời, black signal này ngày hôm sau phá đỉnh lời lệnh buy, đây có black signal lệnh buy phá đỉnh lời luôn, black signal lệnh sell phá đáy đóng cửa bằng giá sell thôi hoặc vốn, black signal lệnh buy kết quả cuối cùng đóng cửa giật xuống chúng ta bị lỗ lần này, đây có black signal các bạn thấy ngày hôm sau phá đáy đi xuống có lời, đây có black signal phá đáy kích hoạt lệnh sell tuy nhiên đóng cửa giật ngược lên chúng ta bị lỗ một chút xíu, đây có black signal các bạn thấy lời rất lớn đó. À, ok bạn đó. Tiếp tục các bạn thấy black signal này nữa nè, ngày sau phá đỉnh buy chúng ta cũng chỉ có lời đúng không ạ, đây có black signal phá đáy sell rất nhiều các bạn, rất nhiều. À, khoảng mỗi một cặp thì một tháng có khoảng 3 đến 4 tín hiệu các bạn. À, do đó chúng ta cứ an tâm chờ đợi, chúng ta giao dịch khoảng 8 cặp tiền tệ chính, một cặp hàng hóa thí dụ như vàng là các bạn cũng sẽ có signal đánh hầu như là mỗi ngày.
ta thử check qua dàn thử xem sao nha. Chúng ta thử qua dàn. Đây. Dàn vừa rồi chúng ta có một tín hiệu màu đen vào ngày thứ hai đầu tuần này. Ngày 6 tháng 9 qua ngày 7 tháng 9 các bạn thấy phá đáy xuống đi cực kỳ dài đúng không ạ? Cực kỳ dài luôn. À, ở đây cái cây Black Signal này chỉ có 10 đô la thôi, trong khi nó phá đáy nó đi xuống giá đóng, tới giá đóng cửa là các bạn thấy 25.68 đô. Vậy tỷ lệ của cái lệnh này các bạn thấy chúng ta lời hơn 1, 2 đúng không ạ? Các bạn đây có Black Signal, các bạn thấy cũng phá đáy, chúng ta lời này. Black Signal phá đỉnh win nè. Đây có Black Signal phá đáy quay lên, chúng ta bị lỗ chút xíu. Đây có Black Signal phá đỉnh buy, chúng ta win. Đây có Black Signal, các bạn nhìn Black Signal này phá đỉnh đi lên gặp đỉnh này, cuối cùng giật xuống đóng cửa như này. À, ok, lần này nếu chúng ta bị lỗ là do lỗi chúng ta các bạn. Ok, à, thứ check thêm một cặp tiền nữa thử xem sao. Ví dụ như bảng anh, bảng anh, à, đây các bạn thấy Black Signal này ta lời khủng ạ. À, lời rất khủng luôn. À, ok, rất 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 nhiều luôn các bạn, rất rất là nhiều. À, rồi vậy thì đây là kỹ thuật rất là đơn giản, dễ giao dịch, chúng ta không cần phân tích cầu kỳ hết, chúng ta chỉ mỗi buổi sáng chúng ta nhìn có Black Signal, chúng ta đặt buy stop, sell stop, đặt stop loss ngược lại và đóng máy để thị trường quyết định kết quả. Chúng ta không quyết định được kết quả của thị trường, chúng ta chỉ kiểm soát được hành động thôi, đừng bao giờ kiểm soát kết quả. Kết quả hãy để cho thị trường quyết định. À, à, đó là một vài cái review chiến lược Black Signal trong tuần vừa qua, rất là dễ đơn giản, rất dễ áp dụng đúng không ạ? Kỹ thuật này đã được kiểm chứng qua thời gian, rất là tuyệt vời. Ok bạn, à, cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách chúng ta trade dùng Black Signal cùng với Fibonacci để chúng ta enter vào những cái phức Fibonacci như là 38.2, 50% hoặc 61.8% của Fibonacci, dùng Black Signal chúng ta enter vào để đi cùng với xu hướng. À, xin chào, cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.